Hello mọi người, thì hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một tựa game đó chính là EvilWar.io phiên bản di động. Bắt đầu thôi nào. Giết điều con số 10. Nhưng là họ không để ý thì mới có thể tiếp cận được dễ dàng thôi. Trong mặt cái nhóm mới này, khi mà nó bị giết rồi đấy, thì nó sẽ giảm tiến hóa thôi, không thể giảm để em giảm ban đầu.
Nhiều người tiếc cộng lan cho nên là mình không thể tiếc cộng tất cả. Hình dạng bó tho. Hình dạng phù thủy. Thánh kiến sĩ. Hình dạng con rồng. Nhìn thì giống như là Medusa vậy. Hình dạng thổ dâm.
Thì dạng gậy gai rồi. Phải hết sức để ý, nếu không thì sẽ bị đánh bại, sẽ không thể trở thành được nhà vô địch. Bị người khác tiếp cận. Hình dạng càng lớn thì đi càng chậm thôi. Người này đã bị đánh bại rồi. Giống như là hình dạng Dracula ấy. Thế dạng thánh kiến dài rồi. Siêu to rồi đấy. Mà mới chưa.
Hình dạng này cũng giống như là cái hình dạng của biểu tượng ứng dụng thôi. Còn năng, còn lại năng, hình dạng tiến hóa nữa. Những con như thế này thì là chuyện bình thường thôi.
Dàn tiếng hóa 29 rồi. Đến level 30 rồi, tối đa rồi đấy. Bản công nhân này chỉ đến với level 30 thôi. Con đường trở thành nhà vô địch của evowar.io là mình đây nhé. Nếu ai thấy video này thì hãy chia sẻ với mọi người, có thể mọi người biết tới mình sẽ làm những loại video tiếp theo trong những ngày tới. Chỉ có thể chơi trò chơi này trên điện thoại thôi. Như là mình có nhiều tiền đấy thì mình mới có thể chơi cái trò này trên máy tính. Trạng thái cuối cùng.
Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng đến đây thôi. Tạm biệt mọi người.